Ngày 28 tháng 9, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 48 trước công nguyên, Pompey bị ám sát theo lệnh của vua Ptolemy khi đến Ai Cập. Năm 189, Đổng Trác phế truất hoàng đế Lưu Biện, lập em của Lưu Biện là Lưu Hiệp lên ngôi, tức Hán Hiến Đế, hoàng đế cuối cùng của triều Đông Hán. Năm 235, giáo hoàng Pontiano từ chức, ông bị đày đến mỏ Sardinia cùng với Hippolyto thành Roma. Năm 935, công tước Bohemia Vaclav I bị em trai là Boleslav ám sát, Boleslav sau đó trở thành công tước. Năm 995, Boleslaus II, công tước xứ Bohemia, giết chết hầu hết các thành viên của triều đại đối thủ Slanik. Năm 1066, William the Conqueror dừng chân ở Anh, bắt đầu cuộc chinh phục của Norman. Năm 1106, vua Henry I của England đánh bại anh trai của ông ta, Robert Curthose. Năm 1322, Louis IV, hoàng đế La Mã thần thánh, đánh bại Frederick I của Áo trong trận Mudov. Năm 1542, Juan Rodriguez Cabrillo của Bồ Đào Nha đến vùng đất mà hiện tại là San Diego, California. Năm 1644, hải đội hiệp sĩ Motor tấn công và bắt giữ tàu Ottoman, nguyên cớ trực tiếp dẫn đến chiến tranh Crete 1645-1669. Năm 1779, American Revolution, Samuel Huntington được bầu làm chủ tịch quốc hội lục địa, kế nhiệm John Jay. Năm 1864, một đại hội quốc tế gồm các đại biểu cấp tiến diễn ra tại London, hình thành nên Hội Liên hiệp Công nhân Quốc tế, tức quốc tế thứ nhất. Năm 1901, chiến tranh Philippines-Mỹ, du kích Philippines giết hơn 40 lính Mỹ trong khi mất 28 người. Năm 1912, hạ sĩ Frank S. Scott của quân đội Hoa Kỳ trở thành người nhập ngũ đầu tiên chết trong một vụ tai nạn máy bay. Năm 1918, chiến tranh thế giới thứ nhất, trận Ypres thứ 5 bắt đầu. Năm 1919, các cuộc bạo loạn sắc tộc nổ ra ở Omaha, Nebraska. Năm 1928, Alexander Fleming nhận thấy một loại mốc diệt vi khuẩn phát triển trong phòng thí nghiệm của ông, thứ mà về sau được gọi là penicillin. Năm 1960, lãnh tụ Fidel Castro thành lập Ủy ban Bảo vệ Cách mạng nhằm phát hiện và đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng. Năm 1970, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser qua đời vì một cơn đau tim ở Cairo. Năm 1988, máy bay tầm xa 4 động cơ thân rộng Ilyushin In-96 tiến hành chuyến bay đầu tiên. Năm 1986, Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Đài Loan tuyên bố thành lập tại Đài Bắc, là đảng đối lập đích thực đầu tiên tại Đài Loan. Năm 1994, chiếc phà du lịch mã số Estonia chìm ở biển Baltic, làm 852 người thiệt mạng. Năm 2006, sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại tỉnh Samutprakarn, Thái Lan bắt đầu chính thức hoạt động, thay thế cho sân bay quốc tế John Maang. Năm 2012, lực lượng Liên minh Somalia và Châu Phi tiến hành một cuộc tiến công phối hợp vào cảng Kismayo của Somalia để lấy lại thành phố từ phiến quân Al-Shabaab. Năm 2014, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông bắt đầu để đáp trả những cải cách chính trị hạn chế do NPC ở Bắc Kinh áp đặt.